Nhằm đảm bảo quyền lợi, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, nỗ lực chuyển ngành du lịch từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, hiệu quả. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch và Tổng cục Quản lý thị trường đã ký kết quy chế phối hợp trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ tiếp nhận phản hồi và xử lý phản hồi của khách du lịch. Lễ ký kết có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương và đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Bộ Công Thương, Bộ Y tế. Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Tổng cục Du lịch và Tổng cục Quản lý thị trường là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của khách du lịch ở Việt Nam. Tại sự kiện, ban tổ chức cũng giới thiệu và hướng dẫn trải nghiệm ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn. Thông qua ứng dụng, du khách có thể tìm kiếm thông tin về các điểm đến an toàn, tương tác với đơn vị cung ứng dịch vụ, đưa ra đánh giá, phản hồi, giúp cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý kịp thời khi có sự việc phát sinh.